Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Xin chào bạn, tôi là Duy Anh Nguyễn, giám đốc công ty thiết kế web Duy Anh Web. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là tạo một cái mã QR code để cho khách hàng của chúng ta có thể quét để truy cập được website nhé. Chúng ta vào Google này. Chúng ta gõ là tạo QR code này. QR code này. Đấy. Nó sẽ ra một cái trang giúp chúng ta là QR code Gander. Đấy. Đấy, hoặc là VN QR code Gander này, nó có rất nhiều trang này. Chúng ta dùng cái trang này cũng được này. QR code gen.com này thì chúng ta sẽ copy cái tên trang web chúng ta vào đây. Chúng ta paste vào đây. Chúng ta tạo QR code tính nhá, tạo này. Đấy. Sau khi tạo xong thì nó sẽ ra như này và chúng ta tải nó về. Đây, chúng ta sẽ được cái ảnh như này. Đây, bây giờ là dùng cái, tôi sẽ dùng cái điện thoại của tôi để tôi test nhé. Đấy, nó ra luôn duyanhweb.com này này. Đấy, quét nó ra luôn luôn. Rất chi là tiện luôn. Chỉ cần có một cái ứng dụng quét được QR code là các bạn sẽ xem được. Chỉ cần mở là nó ra luôn thôi, rất là tiện luôn. Hoặc là dùng cam để quét. Đấy, chạm vào đây để truy cập Duy Anh Web trong trình duyệt này. Đấy, rất là đơn giản, dùng camera quét cái là ra luôn. Hoặc là dùng Zalo hoặc bất kỳ một cái thiết bị gì, các bạn có thể là quét nó ra luôn. Đây, cho anh mượn cái máy để anh sẽ quay. Không, các bạn cứ lấy cái điện thoại ấy, các bạn quét cái ảnh này là các bạn sẽ thấy được là cái QR code nó đã xuất hiện nhá. Tôi test rồi, rất là ok, ngon lành thôi. Rồi chạm vào đây để truy cập trình duyệt duyanhweb.com.vn. Ra luôn, một giây ra luôn duyanhweb.com.vn. Ok, thì hy vọng là với cái chia sẻ của tôi thì các bạn sẽ biết cách là tự tạo cho mình một cái mã QR code để chúng ta gắn lên website, chúng ta tải nó về thì chúng ta sẽ được cái ảnh như này. Chúng ta gắn lên website hoặc là gắn lên ô tô hoặc gắn lên bất kỳ cái gì đó, hoặc là thậm chí gắn lên mũ bảo hiểm cũng được. để quảng cáo nhé. Các bạn nhớ like và subscribe kênh GWS Official để thường xuyên nhận được những cái clip mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn.